đến với những thông tin được chính quý vị khán giả gửi về cho kênh truyền hình VTC9 của chúng tôi thưa quý vị. À, ban biên tập của chúng tôi đã nhận được những phản ánh của khán giả sinh sống tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết là trên khu vực qua cầu Diễn và giờ cao điểm đã xuất hiện tình trạng người dân tụ tập, bán hàng ăn nhanh đã gây cản trở giao thông. Cụ thể theo như những phản ánh hàng ngày vào mỗi buổi sáng tại vị trí vỉa hè lối đi lên cầu Diễn hướng từ đường 32 về Ủy ban nhân dân phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm, người dân tập trung đứng bán loại hàng ăn nhanh như là ngô luộc, bánh bao hay bánh khúc và nước hoa quả. Cảnh mua bán diễn ra một cách nhộn nhịp, phương tiện dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè đã gây cản trở giao thông. Người phản ánh đến chương trình khán giả mong muốn cơ quan chức năng cần sớm kịp thời chấn chỉnh để đảm bảo trật tự đô thị.